Rồi các bạn chú ý cho thầy này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái phần mà truyền dữ liệu từ controller sang view thông qua bài toán là hiển thị danh sách sinh viên bằng cách là các bạn fetch ra 10 thằng sinh viên trong cái controller chúng ta đẩy sang. Cái bài này thì nó sẽ dùng nhiều kỹ thuật hơn là giúp cho chúng ta phải tìm hiểu được về if else các cái vòng for trong thằng view này nhé. Nó sẽ có nhiều kỹ thuật thì thầy sẽ hướng dẫn một phần nào đó thì cố gắng là về chủ động học thêm nhé, chứ còn là dạy hết thì cũng hơi khó. Qua ví dụ mà nó đề cập cái gì thì thầy hướng dẫn cái đó thôi nhé. Thế thì để làm được bài này cũng khá là đơn giản thôi. Việc đầu tiên là chúng ta cần phải định nghĩa được cái URL, thầy đặt nó là data ở đây. Sau đó là ở đây là cái gì, thầy đặt nó là show student, thầy muốn đặt tên như thế này nhé. Thế thì cái cơ chế chạy của thằng này là gì, thầy cũng sẽ gọi từ cái thằng, nó sẽ gọi tới cái thằng data data controller đặt như này. Ở đây chúng ta viết cái function là show student nhé, và ở đây nó sẽ gọi đến cái thằng student list. Đây là cái view của nó. Vậy là thông qua cái phần cấu hình này thì chúng ta sẽ thiết kế nó như thế nào? Việc đầu tiên là các bạn sẽ phải nhảy sang cái thằng cài đặt routing cho cái thằng này trước tiên đã. Thì ở đây chúng ta đang trong cùng một cái chủ đề về tìm hiểu nó, các bạn cho vào đây. Thì cái URL này thì nó là URL là show student, các bạn muốn viết như thế này này. Và tiếp theo nữa ở đây chúng ta là show student như thế này nha. Thì bài toán đặt ra là chúng ta đã có cái này rồi, thì cái thằng show student này nó sẽ là một function trong thằng data controller này. Các bạn mở cái này ra, các bạn viết khai báo cái thằng function đấy vào đây, và chúng ta copy cái này vào. Ok, đoạn này chỉ là đoạn fetch dữ liệu thôi thì khá là dễ. Đầu tiên chúng ta cho một cái biến student list là chứa một mảng danh sách các thằng sinh viên. Bài này là yêu cầu chúng ta fetch 10 thằng, thì chúng ta cho for chạy từ 0 cho đến 10 như này thôi nha. Và các bạn để ý cho thầy này, mỗi một thằng sinh viên các bạn sẽ code như sau, student như này. Đây là các bạn add thêm một phần tử vào trong mảng thôi nhé. Thì ở đây thầy chỉ cần hiển thị là các cái thông tin như là tên chẳng hạn, là full name, thầy cho fake tên chẳng hạn chấm đô la y, cái này thầy fake dữ liệu theo kiểu này thôi, và tuổi thầy cho đô la y tuổi tăng từ 0 cho đến bao nhiêu đấy cũng được. Sau đó là địa chỉ, thầy cho mấy cái trường này thôi nhé, địa chỉ này, đô la y fake như thế này thôi. Vậy là thông qua cái bài toán fetch này chúng ta đã có được cái dữ liệu thầy va đăm nó ra nhé, là student list này. Ok, bây giờ là với cái URL này các bạn sẽ thấy được nó sinh ra được cái dữ liệu fetch rồi. Đây chúng ta xóa cái này đi. Đây đây là cái dữ liệu fetch mà các bạn đã làm được này, nó sẽ ra được cái cấu trúc ở đây. Đây là 10 thằng sinh viên chúng ta đang fetch tạo nhé. Bài toán đặt ra là tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái view để hiển thị 10 thằng sinh viên này. Thì để tạo view và lưu trữ ở đâu, các bạn vào thằng Aptech này, project của chúng ta này, vào resort này. Xong đó là vào view view và chúng ta để nó trong folder là data trong cùng một cái bài tập của chúng ta ở đây. Và cái này chúng ta sẽ đặt tên cho cái view đấy, đặt tên là student list như chúng ta muốn yêu cầu đấy, là place.php. Đây cái view tên này chúng ta copy cái view ra. Ok, các bạn sẽ gọi tới ở đây bằng cách nào, giống như mọi bài thôi, các bạn sẽ gọi đến cái view đấy bằng cách như sau, data chấm, chúng ta xóa cái place.php đi, đẩy dữ liệu sang. Thì chúng ta khá là quen với việc đẩy dữ liệu rồi. Ở đây chúng ta sẽ cho nó cái biến, chúng ta dùng chung tên biến này cho nó dễ đỡ phải nghĩ ra nhiều tên biến. Đây vậy là chúng ta đã đẩy được cái thằng danh sách sinh viên này sang cái thằng student list rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ hiển thị dữ liệu của nó như thế nào. Về cái giao diện của cái thằng này này,
thầy có thể lấy tạm cái giao diện của cái bài học kia. Đây, chúng ta chạy trước nhé. Giả dụ ở đây chúng ta đang có cái này. Bây giờ thầy xóa cái này đi. À, giữ lại nó để biết lát nữa lại dùng. Cứ để yên đây. Bài toán đặt ra là bây giờ chúng ta cần hiển thị ra 10 cái dữ liệu fake này này. Ra cái dữ liệu ở đây, hiểu không? Và bây giờ chúng ta làm như thế nào? Vậy là ở bên này các bạn đã lấy được danh sách 10 cái thằng sinh viên rồi, nó đã truyền sang được rồi. Và bây giờ hiển thị được nó bằng cách nào? Thế thì các bạn có thể dùng câu lệnh for thôi. Ở đây tuyệt đối không ai dùng code theo kiểu PHP kiểu này nhá. Thầy ví dụ không thằng nào lại đi code theo kiểu PHP này đâu. Lại đi for kiểu này. Kiểu cách code này nó sẽ rất là củ chuối nhá. Đừng ai code theo kiểu này đây. For. Thầy sẽ lấy cho các bạn xem cái ví dụ tại sao không nên dùng for theo kiểu này. Để cho các bạn thấy được là cái cách for mà các bạn code theo cách thông thường ấy, đây này, là giống như PHP các bạn đã từng học, chẳng hạn S ở đây là những cái thằng STD. Thầy lấy ví dụ như này thì thường lúc đấy code các bạn sẽ, đây thầy comment cái này lại này, thường là lúc đấy các bạn hay là echo ở đây. Đây, các bạn sẽ hay for theo kiểu này này. Thì sau đó là ở đây các bạn sẽ hay code theo kiểu này. Là std. Full name viết như thế này, thường các bạn sẽ hay. Ok, cái dưới thì full name. Ở đây là sẽ có họ tên, giới tính, ngày sinh. Thầy đang gen dữ liệu theo cái format gì đây? Thầy gen dữ liệu format theo kiểu tên, giới tính và tên, tuổi, địa chỉ. Thế thầy sửa này, tên này. Tuổi này. Địa chỉ này. Nha. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ sửa lại là address. Add. Rồi ok, cái chỗ này thì index chúng ta tính sau này. Chúng ta cho 1. Thì đây nhá, các bạn nhìn này, code theo kiểu PHP thì nó như thế này. Và nó sẽ hiển thị dữ liệu ra theo kiểu này. Thì các bạn nhìn nhá, làm kiểu này ấy, đây các bạn nhìn này, nó sẽ chạy dữ liệu không đúng đâu. Đây này, nó sẽ gen, nó bị bất đồng bộ nên nó ra như thế này. Và echo hay là print thế thôi. Thế thì các bạn để ý cho thầy này, những cái thường là những cái kiểu echo này các bạn làm theo cách này, mà để for dữ liệu theo kiểu đó các bạn nên dùng for theo kiểu của thằng cú pháp Laravel. Chúng ta comment này lại thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn for nhá. Thế thì cái for đấy các bạn sẽ viết như sau. For trong Laravel các bạn vẫn code for như thế này này. Sau đó là đây chúng ta dùng for x đi. Red này. Đây, nó cú pháp của thằng Laravel có thể là for x. For x ở trên của thằng PHP chuyển sang for x của Laravel như thế này nhé. Đây, và std. Các bạn sẽ thấy được là viết theo cú pháp của Laravel nó sẽ tiện như thế nào. Các bạn nhìn này, ở đây các bạn vẫn code cái code PHP bình thường, HTML bình thường. Có hiển thị này này. Chúng ta sẽ hiển thị như sau, std full name này, std add này, std address này. Đây các bạn nhìn nhé, và dữ liệu hiển thị này 10 thằng. Có ok ở trên này thì thầy tắt nó đi nữa. Ok, thầy vẫn để đây để cho các bạn học thôi, cho các bạn hiểu. Đây, thầy comment cái ở bên trong này đi. Để cho các bạn thấy được là không nên dùng nhá. Đây. Đây. Vậy là 10 thằng sinh viên đã được gen tự động ra rồi, thì các bạn thấy được là cái code của cú pháp Laravel khá là tiện. Đây nhá, các bạn nhìn này. Tại sao chúng ta nên sử dụng hiển thị theo kiểu Laravel là bởi vì các bạn nhìn này, hiển thị ở đây
các bạn vẫn code HTML một cách rất là thông thường ở đây. Sau đó là ở đây các bạn dùng giống như nó vẫn là HTML thôi. Sau đó các bạn có thể gõ các cái style sheet hay các thứ vân vân ở đây đều ok hết, không vấn đề gì cả nhé. Thì đấy là một cái cách trong lập trình. Ok, bây giờ bài toán đặt ra là bây giờ chúng ta hiển thị cái index này tăng từ 1 cho đến 10 bằng cách nào? Thì khá là đơn giản thôi. Các bạn có thể code nhúng một chút PHP vào đây được, các bạn dùng cú pháp PHP này. Thông thường ấy là khi các bạn code để thay vì cái việc mà dùng cú pháp PHP ở đây kiểu này này thì các bạn để hiển thị cú pháp PHP các bạn dùng PHP ở đây theo cú pháp này. Sau đó các bạn khai báo biến được ở đây. Ví dụ thì đặt index bằng 1 như thế này. Thì làm như thế nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đây các bạn nhìn này, thường là trong khi các bạn phát triển dự án bằng Laravel các bạn là không dùng đến các cái cú pháp hay là cái biểu thức mấy cái của thằng PHP là dấu này nữa này, mà thay vào đó các bạn dùng theo kiểu này nha. Các bạn có thể khi mà học về Laravel các bạn có thể cài đặt một số các plugin cho thằng SubliteTex, là tất cả những cái gì của Laravel các bạn cài hết nó vào là nó sẽ sổ cho các bạn mấy cái lệnh này nha, nó code cho nó nhanh. Vậy là như thế này là các bạn đã tìm hiểu thêm được một vài cái chức năng nâng cao trong việc mà các bạn truyền dữ liệu từ controller sang view và sau đó là học cách hiển thị dữ liệu trên cái thằng đó như thế nào nhé.